Thưa quý khán giả, đến thời điểm hiện tại, đại dịch Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người và ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu. Đại dịch này sẽ còn tiếp tục làm tổn thất nhiều hơn nữa, tùy thuộc vào các quyết định mà chúng ta đưa ra và các hành động mà chúng ta thực hiện trong hiện tại để đối phó với đại dịch. Thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền để mọi người cảnh giác với dịch bệnh Covid-19 là điều hết sức quan trọng. Trong chuyên mục hỏi đáp pháp luật ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị quy định của pháp luật liên quan đến công tác phòng chống Covid-19. Hỏi: Hành vi không tổ chức việc thông tin, giáo dục truyền thông về phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho người lao động theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền sẽ bị xử phạt như thế nào? Trả lời: Hành vi không tổ chức việc thông tin, giáo dục truyền thông về phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho người lao động theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền sẽ bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 25 triệu đồng đối với cá nhân, từ 2 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với tổ chức. Theo quy định tại khoản 1 điều 5 Nghị định 117-2020 NDCB, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện, tránh Thanh tra, Thông tin và Truyền thông, văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Giáo dục, Giao thông vận tải có thẩm quyền xử phạt các hành vi trên. Hỏi, hành vi đưa tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh COVID-19 sẽ bị xử phạt như thế nào? Trả lời, Hành chi đưa tin không chính xác về tình hình dịch bệnh COVID-19 sau khi công bố dịch hoặc công bố hết dịch theo nội dung do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về y tế cung cấp sẽ bị xử phạt theo quy định tại điểm A khoảng 3 và điểm A khoảng 4 điều 5 Nghị định 117-2020 NDCP, cụ thể như sau. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với cá nhân, từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với tổ chức, Ngoài ra còn phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc cậy chính thông tin sai sự thật trên phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn đã đưa tin trước đó liên tục trong 3 ngày theo quy định của pháp luật. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, tránh thanh tra thông tin và truyền thông, văn hóa thể thao và du lịch, y tế, giáo dục, giao thông vận tải có thẩm quyền xử phạt các hành vi trên hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, du khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức và danh dự nhân phẩm của cá nhân liên quan đến phòng chống dịch COVID-19 theo quy định tại điểm A khoảng 1 và khoảng 3 điều 101 Nghị định 15-2020 NDCB, cụ thể như sau. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với cá nhân, từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với tổ chức và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật. Giám đốc công an tỉnh, chánh thanh tra, trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Sở Thông tin và Truyền thông có thẩm quyền xử phạt các hành vi trên. Lưu ý Trường hợp đưa lên mạng máy tính, mạng chuyển thông thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, thông tin xuyên tạc về tình hình dịch bệnh Covid-19 có thể bị xử lý theo điều 288 Bộ luật hình sự 2015. Thưa quý khán giả trong số phát sóng của chương trình Hội đáp pháp luật kỳ sau, chúng tôi sẽ chuyển đến quý khán giả nội dung về các mức xử phạt đối với một số hành vi cá nhân gây ra có ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch Covid-19. Mời quý khán giả cùng theo dõi. Thân mến chào tạm biệt.